Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên dáng quái luôn nha. Cây đã sống khỏe luôn. Cây này có mã số là 594. Có số đo tổng hoành là 30. Chiều cao từ mặt chậu lên tới thân chính đây nha là 47. Đang nằm chậu lọt lòng là 32. Nhà vườn xin giao lưu 1.800k bao ship luôn chậu. Chậu men xanh. Dáng quái con lắc rất là đẹp nha. Nhà mình xem tham khảo, nếu ưng ý thì ủng hộ cho nhà vườn luôn nha. Mã số 594, 1.800k bao ship luôn chậu. Lá xanh tươi tốt luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.